Nhưng mà khi chúng ta trung tín với Chúa thì Chúa biết điều đấy và Chúa sẽ ban tưởng lại cho mỗi chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta cùng giờ lấy Chúa trong sách Thi Thiên đoạn thứ 1. Ông bà chị em có thể xem ở trên màn hình cũng được. Chúng ta cùng nhau chúng đọc, tôi sẽ đọc câu lẻ, quý vị sẽ đọc câu chẵn. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Sao người làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá đó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó ác vào dâu rác gió thổi thay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội của người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết thường người công bình, song thường kẻ ác rồi sẽ diệt vong. Đây là một đoạn kinh thánh rất là ngắn, chỉ có 6 câu thôi. Nhưng mà đây là một cái bí quyết để giúp cho chúng ta có một cái đời sống phước hạnh. Và trong những cái dịp đầu năm thì tôi hay giảng về những cái sứ điệp để giúp cho chúng ta có thể sống với trọn cả cái năm đấy. Tất nhiên là lời Chúa thì luôn luôn là tốt cho chúng ta, lời nào cũng tốt. Nhưng mà những cái sứ điệp đầu năm là những sứ điệp rất là quan trọng, vì nó giúp cho chúng ta giống như một cái kim chỉ nam để hướng cho chúng ta đi, để chúng ta được phước. Và chúng ta cũng sắp tiến gần tới Tết âm lịch. Và Tết âm lịch thì người ta hay chúc nhau những cái lời chúc tốt lành. Và ông bà chị em chúng ta cũng đều biết, đúng không ạ? Ai cũng chúc nhau những điều tốt lành. Nhưng mà chúng ta biết một điều là điều tốt lành không phải chỉ đến bởi lời chúc, mà điều tốt lành được đến bởi những người sống theo nguyên tắc mà Chúa dạy. Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì cầu xin mọi điều mới được. Đó là điểm khác biệt đấy quý vị ạ. Đi đến với Chúa nó khác đi đến với chùa. Đi đến với chùa thì người ta không cần quan tâm là anh sống như thế nào, cứ đến cứ cầu là cầu, đến muốn cầu cứ xin cầu, cầu cho tài lộc, cầu cho tình duyên, cầu buôn lậu cũng đến để cầu. Đó. Buôn lậu cũng buôn gian bán lậu cũng đến để cầu để xin cho là buôn không cái chót lọt không có bị sao cả. Chúng ta ở đây trước đều như vậy mà không? Nhưng mà đến với Chúa thì lại khác. Đến với Chúa thì Chúa dạy rằng là ai ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì mới cầu xin mọi điều mới được. Vế sau không thể có nếu không có vế trước. Thế vậy là Chúa có những cái quy định, có những cái nguyên tắc để chúng ta có thể nhận được phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Cho nên Cơ Đốc giáo rất là cân đối. Rất là cân đối, không phải chỉ dạy người ta đi cầu. Tôi còn nhớ ngày tôi đi học, tôi viết một cái câu kinh thánh là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 7, câu 8 lên trên mặt bàn chỗ tôi ngồi. Thế cái người bạn lớp mới nói rằng úi dồi ôi, Chúa mà dạy như này thì dạy người ta lười. Thế, tôi nghĩ vào đây là anh mới đọc, bạn mới đọc có một vế thôi đấy. Chúa không dạy người ta lười đâu. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đấy chỉ là một trong những câu kinh thánh. Nếu mà chỉ dựa vào một câu kinh thánh đấy mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ tin sai. Vì Chúa nói rằng là nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì cầu xin mọi điều mới được. Có nghĩa là anh không muốn làm theo lời Chúa thì anh cầu xin hoài cũng không được. Anh bắt buộc anh phải làm theo lời Chúa và đi theo nguyên tắc của lời Chúa về tất cả các lĩnh vực, thì anh làm theo lĩnh vực nào để anh được phước ở lĩnh vực đấy. Ở đây tác giả Thi Thiên cho chúng ta một cái nguyên tắc về phước hạnh. Và chúng ta thấy một cái bức tranh đối lập về phước lành và sự rủa xả. Chúng ta sẽ nhìn thấy theo. Thứ nhất là điều phước. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng ở trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Chúng ta thấy rằng là thứ nhất là không theo này, không đứng này, và không ngồi. Những cái động từ này cho chúng ta thấy rằng là
hòa vào theo, đi theo, hòa nhập theo, chấp nhận những cái điều đấy và sống theo những cái điều đấy, thì cái người mà không làm theo điều đấy thì sẽ được phước. Và câu số 2 nói rằng là đặc điểm của cái người được phước sẽ là gì? Người đấy không vui thích về điều xấu nhưng mà lại vui vẻ về luật pháp của Chúa và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Chúng ta thấy rằng là có nhiều khi mình đi gặp trò chuyện với người này người kia thì cứ nhớ mãi cái câu người ta nói này, cứ nhớ mãi về nhà, có suy nghĩ mãi câu người ta nói. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra là liệu như mình có suy nghĩ mãi cái câu mà mình đọc sáng ngày hôm nay trong kinh thánh không? Chúng ta có suy nghĩ mãi, nghiền ngẫm mãi đến giờ ăn cơm, đến giờ ngủ vẫn còn nhớ cái câu kinh thánh mình đọc sáng ngày nay không? Đó mới là vấn đề. Chứ còn suy ngẫm những lời người khác nói không phải là trọng yếu, vì rất nhiều lời trong số đó không phải là những lời tin tưởng. Người đặc điểm của người này sẽ là gì? Như cây trồng gần dòng nước và sinh bông trái theo thời tiết và lá nó cũng không hề tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng. Chúng ta thấy rằng là vế sau, mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng, cũng giống như là cái lời chúc chúng ta hay chúc với nhau trong năm mới là chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, phải không? Đây Thi Thiên đoạn 1 là lời chúc rất tốt đẹp cho mỗi chúng ta. Nhưng mà Chúa bật mí chúng ta biết rằng là để được những cái phước hạnh, những cái thành công đó thì chúng ta phải làm tất cả những vế trên. Nếu không có vế trên sẽ không có vế dưới. Không làm theo lời Chúa thì sẽ không có phước hạnh và thịnh vượng xảy đến. Kẻ ác thì không như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cái ấy chẳng kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đáng xét, tội nhân cũng không hội vào được hội người của mình. Vì Đức Chúa Giê-hô-va biết đường người của mình, xong đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Có hai con đường để chúng ta chọn lựa đi, đó là một con đường của sự tin kính và một con đường của sự bất kính. Và cái con đường đấy nó sẽ quyết định cái hậu vận của mỗi người chúng ta. Lời chúc tốt đẹp cũng là điều tốt, vì Chúa cũng dạy chúng ta nói những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Nhưng cái gì chúng ta đi ngày nay sẽ quyết định cái hậu vận của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đi trong con đường công chính của Chúa thì cái hậu vận của chúng ta sẽ được phước, như là Chúa nói, như cây trồng gần dòng nước và sinh bông trái theo thời tiết. Hãy cứ suy nghĩ lại đời sống của chúng ta. Nếu như mà tấm lòng của chúng ta mà lúc nào cũng cảm thấy nó vui mừng, nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự sống, ăn bữa cơm mình cảm thấy ngon và mình ăn bữa cơm nó rất là nhiều hưng phấn, khi mà đi ngủ mình cũng cảm thấy vui mừng ấy, thì đấy là chúng ta đang suy ngẫm lời Chúa, chúng ta đang hút cái sự sống từ lời Chúa làm lại. Nhưng mà bữa cơm chúng ta ăn cũng cảm thấy chán, ngủ cũng cảm thấy khó ngủ, rồi đời sống nó có nhiều cái rối loạn, thì có thể là chúng ta không hút cái cây sự sống mà chúng ta lại hút cái cây biết điều thiện điều ác, tức là cái cây độc, nó đang nguy hại cho đời sống của chúng ta. Châm ngôn thì nói rằng bạn bè xấu làm hư thói nên tốt, bạn bè xấu làm hư thói nên tốt. Những gì những con người gần gũi với chúng ta nó sẽ quyết định rất là nhiều cái hậu vận của mỗi người chúng ta. Có những cái câu mà những cái người nổi tiếng họ hay nói một cái câu đặc biệt giống nhau là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ cho biết bạn là ai. Chỉ cần nhìn cái người ngồi cùng với mình, đi theo mình, ăn cùng với mình, chơi cùng với mình thì người ta sẽ biết được cái con người mình là như thế nào. Và thế gian người ta có câu là ngư tầm ngư và mã tầm mã, tức là chơi với cái đối tượng nào thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi đối tượng đấy. Chúng ta lắng nghe những lời Chúa thì yên tâm, chúng ta sẽ sáng lên. Mỗi ngày tâm chúng ta sẽ sáng lên, mắt chúng ta sẽ hiền hòa hơn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chơi với những cái người mà tâm họ độc địa thì sớm muộn thì chúng ta cũng bị nhiễm cái độc địa của họ. Nên là cái người chúng ta gần gũi trong đời sống nó sẽ quyết định cái hậu vận của mỗi một chúng ta. Trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 36 câu 11 đến câu 16 ghi lại một câu chuyện về vua Sê-đê-kia. Sê-đê-kia được 21 tuổi thì lên ngôi làm vua và cai trị 11 năm tại thành Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, không hạ mình xuống trước mặt Giê-rê-mi là đấng tiên tri vâng bạn của Đức Giê-hô-va mà quyên bảo người. Câu 13, người cũng dấy lên nghịch cùng vua Nebuchadnezzar là vua đã buộc người chỉ Đức Chúa Trời mà thề, xong người lại cứng cổ rắn lòng không khứng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Chúng ta biết Nebuchadnezzar là ai không?
đó là vua của Babylon. Khi mà đất nước Israel và đại diện là những vị vua, và trong thời kỳ này là vua Sê-đê-kia đứng đầu, thì đi ngược lại với lời Chúa thì Chúa dùng cái roi rất là mạnh. Cái roi đấy là ai? Là đất nước Babylon. Đến để làm gì? Để quất cho họ một trận. Và quất, hình thức quất là gì? Quất là bằng cách là bắt họ đi làm phù tù và giết hại cả dân tộc của họ. Rất nhiều người, và chỉ để lại một số ít người nghèo, một ít người nghèo và ít nông dân bần cùng ở lại đất nước thôi, còn lại bắt đi phù tù hết. Câu số 14: những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi đều được đưa vào. Chúng ta thấy người đứng đầu là vua, khi mà vua đồng thuận cho cái điều sai thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dân sự, bản chất của dân sự, bản chất con người là đã xu hướng làm điều sai. Nhưng mà khi ông vua ông đồng thuận thì mọi người đều làm sai hết, thậm chí cả những thầy tế lễ cũng làm điều gớm ghiếc trước mặt Chúa đó, và làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt ra thánh tại Jerusalem. Câu 15: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài, nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng. Chúng ta nếu mà khi một người sa bại, một người đi sai đường, thì Chúa sai nhiều người đến để cảnh tỉnh. Trước khi Chúa phạt thì Chúa lại sai nhiều người đến cảnh tỉnh. Chúa trước khi mà Chúa đưa người Babylon đến để phạt, để hủy diệt đất đai của người Israel và diệt dân sự ấy, thì Chúa đã sai rất nhiều tiên tri đến cảnh tỉnh rồi. Nhưng mà nếu không nghe thì cái bước cuối cùng để cho đòn nóng nhất để Chúa phạt. Chúng ta thấy là đấy là lòng nhân từ và lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà khi Chúa sai những sứ giả đến để cảnh tỉnh thì thái độ của họ là gì? Nhưng chúng lại nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời và khinh bỉ các lời phán của Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thạch nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn vương chữ được. Khi mà tiên tri Jeremy nói rằng người Babylon sẽ đến đánh, người Babylon sẽ hủy diệt đất nước của chúng ta, không ai tin hết. Người ta còn nhạo báng. Và làm gì có chuyện đó, chúng tôi không tin, ông là tiên tri giả. Đó. Và bắt Jeremy thả ông ấy, bỏ ông xuống hố. Rồi giam ông ở trong nhà, trong phòng. Đấy. Chúng ta thấy rằng là Chúa dùng các tiên tri để cảnh tỉnh khi dân sự của Chúa đi sai, nhưng mà dân sự thì nhạo báng, khinh rẻ lời của Chúa, không cứ nghe những cái lời đấy. Lời của Chúa cũng nói cho chúng ta về cái thời kỳ sau rốt như sau, trong sách Giu-đe đoạn 1 câu 18-19, chúng ta cùng xem câu kinh thánh này. Các sứ đồ nói rằng trong thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn, không tin kính của mình. Ấy chính chúng là những kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tính xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Một trong đặc điểm trong cái thời kỳ, thời đại của chúng ta đó là những người đã nhạo báng rất nhiều. Đến thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng và làm theo lòng không tin kính. Và trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu số 10 thì sứ đồ Phi-e-rơ nói là: nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh rẻ quyền phép rất cao, bọn đó cả gan tự đắc, nói hôn lên các bậc tôn trọng mà không sợ. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn mà chúng ta đang sinh sống và trở về sau đến gần cái ngày Chúa Giê-xu tái lâm ấy, thì những cái đặc điểm mà các sứ đồ đã nói tiên tri đấy nó càng trở nên rõ nét hơn. Tức là cái văn hóa nhạo báng nó sẽ càng ngày càng trở lên mạnh mẽ, và thực ra nó là một cái loại tà linh. Bởi vì khi mà các tiên tri giao giảng lẽ thật để họ ăn năn tội lỗi thì họ không nghe, không muốn nghe lẽ thật, không muốn nghe quả trách, chỉ muốn nghe những lời êm tai thôi. Các sứ đồ nói rằng đến thời kỳ sau rốt người ta sẽ nhóm họp xung quanh mình để nghe những cái lời êm tai, nghe những cái lời mà theo Chúa thì được phước hạnh, theo Chúa thì được giàu có, theo Chúa thì được chữa lành. Những cái lời đấy người ta rất thích nghe, nhưng mà để nghe những cái lời người ta phải ăn năn tội lỗi thì người ta không thích. Đó. Đến hội thánh nào mà mục sư giảng nhiều về sứ điệp ăn năn tội lỗi người ta không thích, chỉ thích nghe những cái sứ điệp là thịnh vượng này, giàu có này, thành công này. Tất cả điều đấy đều là tốt, nhưng mà nó không phải là tất cả những gì có ở trong kinh thánh. Và lời Chúa chúng ta biết rằng Chúa yêu ai thì Ngài sửa phạt người đó. Khi mà sửa phạt thì Chúa nói dạy rằng là chớ ngã lòng. Các người chớ ngã lòng khi mà Chúa sửa phạt, vì Ngài yêu ai thì Ngài sửa phạt người đó.
cái linh nhạo báng là một cái linh mà nó đã vận hành từ thời cổ đại cho đến bây giờ, là rõ nét nhất là trong cái thời đại của Chúa Giêsu. Khi mà Chúa Giêsu giao giảng lẽ thật thì những cái linh nó vận hành, nó nhạo báng rồi. Ngươi là người mà lại dám tự xưng là Đức Chúa Trời hay sao? Khi Chúa Giêsu nói rằng ta chính là Chúa Trời, ta là con của Đức Chúa Trời, thì họ nói rằng ngươi là người, bố là Joseph, mẹ là Mary mà lại dám xưng là Đức Chúa Trời sao? Cho nên rằng khi mà lời lẽ thật giảng ra thì những cái linh nhạo báng ấy, mà tự nhiên linh nó vận hành qua con người, có phải không ạ? Chứ linh nó có phải là từ địa ngục nó đi lên đâu? Linh nó vận hành qua con người đó. Thì những cái người mà có cái để làm trở thành công cụ của nó thì nó sẽ sử dụng cái miệng người đó để nhạo báng lẽ thật của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng vào trong cái đời sống của mỗi một chúng ta. Phước hạnh sẽ không ở với người ngồi chung chỗ của kẻ nhạo báng. Thi Thiên nói như vậy, Thi Thiên đoạn thứ 1: phước cho những người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Trong sách Samuel thứ 2, chúng ta sẽ xem một cái câu chuyện về vợ của vua David. Ông có một người vợ tên là Mi-canh, và Mi-canh là con gái của Sau-lơ. Sau-lơ là ai ạ? Vua nào? Đấy là vua đầu tiên của Israel. Sau-lơ là một nhân vật đặc biệt bởi vì ông là vị vua đầu tiên của Israel. Còn David là nhân vật đặc biệt thứ hai, là vì vị vua thứ hai, nhưng mà vua thứ hai không phải là đặc biệt. Nhưng mà từ David thì sinh ra dòng dõi của Chúa Giêsu, vì David là người tin kính theo lòng của Chúa. Thì Kinh Thánh ghi rằng khi mà David thịnh hòm của Đức Giê-hô-va đưa về Jerusalem, thì ông dẫn trước và ông là người đi trước, đội quân thờ phượng đứng đằng sau, và sau đó thì những người khênh hòm giao ước sẽ đi đằng sau, và ông nhảy múa, ông ca ngợi, ông cởi hết áo của ông ra. Tất nhiên vẫn mặc quần, quý vị. Cởi hết áo vào ra, nhảy múa, chạy nhảy trước mặt Chúa như thế. Quý vị thấy tôi là vua nào làm như thế không? Bây giờ có một cái vị lãnh đạo làm đất nước mà làm như vậy, cởi áo ra đi giữa đường là bao nhiêu người cả thiên hạ cũng như thế không? Đó. Thế thì khi mà Mi-canh đứng ở trên cửa sổ, mình nhìn thấy David cởi áo ra nhảy múa như thế trước mặt mọi người, thì Kinh Thánh ghi như sau. Chúng ta nhìn vào câu số 16: nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-canh con gái của Sau-lơ dòm ngang qua cửa sổ, thấy David nhảy múa trước mặt mình, trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ. Tại sao bà khinh bỉ? Bà ôi giời, vua kia lại cởi áo ra, cởi trần ra trước mặt mọi người. Nhưng mà ông David ông mới nói với bà là: ta còn phải hạ mình nữa trước mặt Chúa. Khi David thờ phụng Chúa thì ông không còn quan tâm những người xung quanh nữa, không cần biết mình là ai nữa. Lúc đấy ông không còn coi mình là vua của Israel nữa rồi. Ông chỉ biết mình là một người tham gia vào sự thờ phượng Chúa rồi. Ông hết lòng thờ phượng Chúa đến nỗi mà như là điên cuồng trước mặt mọi người đấy. Bà Mi-canh, bà vợ, bà khinh vua mà làm như thế. Nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả của việc khinh bỉ đấy là gì? Câu số 23: vì vậy Mi-canh con gái của Sau-lơ không sinh con cho đến ngày nàng chết. Ai phạm? Chúa. Ông David có muốn cho bà ấy sinh con không? Có. Nhưng mà dù David có ngủ với Mi-canh, thương Mi-canh bao nhiêu, nhưng vẫn không thể sinh con, vì Mi-canh đã phạm vào nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Khinh bỉ người của Đức Chúa Trời là khinh bỉ chính Đức Chúa Trời. Và đời sống của bà đã bị xòn xè cho đến lúc chết. Mà quý vị, cách đây chẳng hơn 2000 năm mà không, cái chuyện một người phụ nữ không có con là một điều vô cùng là đau buồn và đáng xấu hổ. Còn trong Cựu Ước thì nói rằng cái người
bị rủa xả thì sẽ không có con, không có con. Cho nên là trong cái niềm tin của người Israel mà khi mà phụ nữ không có con là họ cho rằng là họ bị rủa xả, họ rất là đau khổ, không chấp nhận được việc đấy. Nhưng mà dù cho David có cầu nguyện với Chúa nhiều chăng nữa, nhưng mà vợ của ông vẫn không sinh được con. Chúng ta thấy không ạ? Cho nên khi cái thái độ không tốt, nó sẽ dẫn đến cái hậu vận là không tốt. Chúng ta muốn nhìn thấy phước hạnh trên hậu vận của mình, thái độ chúng ta phải tốt và tích cực. Có bao nhiêu lần chúng ta rất là dễ, chúng ta ngồi ở trong nhà mà cứ bình phẩm về những người khác, ngồi ở trong nhà mà cứ bình phẩm về nhà hàng xóm, chồng hàng xóm, vợ hàng xóm, con hàng xóm, ngồi rồi cứ bình phẩm về hội thánh này hội thánh kia mà không có nhằm cái mục đích xây dựng gì cả. Cứ bình phẩm về hết người này về người kia thì hãy cẩn thận, vì cái hậu vận của chúng ta quyết định bởi những gì chúng ta thực hiện ngày hôm nay. Các ông bà anh chị em cứ xem, khi mà chúng ta có thái độ không đúng đắn đối với người được sức giàu của Chúa, có thái độ tinh thần tiêu cực, thì đời sống của chúng ta sẽ mệt mỏi. Chúng ta cầu nguyện với Chúa khó lắm, không cầu nguyện với Chúa nó ngọt ngào được, thấy nó khó cầu nguyện lắm. Vì nó đã bị tắc ở đâu đó rồi. Và trong đời sống của mình, làm ăn có thể rất là bị thất bại. Và trong hôn nhân thì có thể giống như là Minh Canh này, là không sản sinh được dòng giống của con cái. Cho nên là chúng ta hãy nhớ rằng là Chúa làm việc theo nguyên tắc. Trái đất này được vận hành theo định luật và nguyên tắc của nó hết. Tất cả các lĩnh vực trong xã hội đều được vận hành theo nguyên tắc và định luật của nó hết. Và các thế giới thuộc linh cũng như vậy, được vận hành theo định luật và nguyên tắc của nó. Chúng ta chỉ đi lệch thôi, thì dù chúng ta có xưng hiến nhiều thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn chạy đi mất phước hạnh của Chúa. Dù chúng ta có thờ phượng Chúa, có cầu nguyện ra giết thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn bị chạy đi phước hạnh của Chúa. Tất cả mọi cái đều phải đi theo nguyên tắc của Chúa hết. Trong sách Các Vua có ghi lại câu chuyện của tiên tri Elise. Chúng ta biết tiên tri Elise là ai không? Elise là môn đồ của tiên tri Eli. Eli là người có cái sự sức giàu rất mạnh mẽ từ nơi Chúa gọi lửa từ trời xuống. Và tiên tri Eli là người được kêu gọi để chống lại hoàng hậu Jezebel. Thì khi mà Eli gần gũi với Elise và phục vụ Elise, thì trong Chúa nói với Elise rằng là thầy của ngươi sắp sửa được cất đi rồi đấy. Và ông làm gì? Ông đã cứ suốt ngày dính với ông thầy, chuẩn bị được cất đi ngay. Lúc đi đâu thầy đi đâu cũng đi theo, lúc nào cũng dính với thầy. Đến nơi tên chi Eli bảo thôi về đi, đừng đi theo ta nữa. Ông bảo không, thầy đi đâu tôi đi đấy. Thế thì ngươi muốn xin điều gì? Ông Eli nói xin cho tôi được sự gấp dầu gấp đôi so với thầy. Eli bảo ngươi khốn thật đấy, xin những điều gì mà xin khó đấy. Nhưng mà ngươi chỉ có được khi ngươi nhìn thấy ta được cất lên. Đã có một bản lý. Có một bản lý rồi. Khi nghe xong cái lời đấy, đã thế thì 24/24 luôn. Lấy dây buộc vào chân thầy luôn, lấy tay buộc vào tay thầy luôn. Đi đến đâu cũng đi theo thầy. Thế rồi sao? Đúng thật, đến sông Giô Đanh, tiên tri Eli cầm cái áo tơi đọc một phát dòng sông rẽ ra, hai thầy cho đi qua. Những môn đồ khác vào lại phía bên kia, chứ cứ nhìn và chẳng xem có chuyện gì xảy ra đi. Và rồi hai người đang đi trò chuyện với nhau thì có xe lửa đến tách hai người ra. Và tiên tri Eli được cất lên trời. Và Elise nhanh tay thắm nắm cái áo. Và cuối cùng thì sức giàu gấp đôi. Và khi trên đường đi về, các tiên tri, các học trò khác đang đợi ở phía bên kia. Ông Elise đứng ở phía bên này sông, cầm cái áo tới đập một phát trong dòng sông. Và đây là cái câu chuyện kế tiếp này, chúng ta nghe này. Từ đó Elise đi lên Bethel, đang đi dọc đường thì có những đứa trẻ con trai, những bé trai ở thành ra nhạo báng người: ớ lão chồng, hãy lên người xây lại ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa xả chúng nó.
liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, xé, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Tại sao những đứa trẻ lại trêu ông ấy là chọc đồng? Vì đồng nó chọc con trêu. Vì đối với người Israel ấy, cái người Nasire đó, cái người được sức giàu ấy, thì sẽ không cạo đầu. Sẽ không cạo đầu. Người ta chỉ có hớt tóc thì được, chứ không được phép cạo đầu. Chúng ta nhớ câu chuyện của Saul đấy. À xin lỗi, của Samson đấy. Khi mà dao cạo đưa qua gọt đầu của ông ấy thì sao? Ông mất đi sức giàu của Chúa. Nhưng nếu trẻ nữa, sức giàu cái gì mà sức giàu, đầu chọc như kia sức giàu cái gì? Chúng ta thấy không ạ? Những đứa trẻ lại khinh bỉ tôi tới Chúa, khinh bỉ người được sự sức giàu của Chúa. Và chuyện gì sẽ xảy ra? 42 con gấu ở trong rừng đến cắn xé. Hai con gấu phải 42. Cắn xé 42 đứa trẻ. Có phải tự nhiên con gấu này nó cắn xé 42 đứa trẻ không? Không. Và đó là lời của Elise đã nói. Thế Chúa không thương những đứa trẻ này hay sao? Có phải Chúa không thương những đứa trẻ này không? Sao Chúa ác thế? Không phải. Mà đó là nguyên tắc thực linh. Đó là nguyên tắc thực linh. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là khi mà hòm giao ước được đưa vào thành Jerusalem. Thế là cái con bò đấy, cái con bò nó kéo đấy, nó bị quẹo chân chụp cái. Thế là mấy người cho tay vào đỡ. Chuyện gì xảy ra? Chết ngay lập tức. Lòng tốt thế tại sao Chúa lại giết? Vì ai mới được phép động vào hòm giao ước? Chỉ duy nhất người Lê Vi mới được động vào đấy mà thôi. Không phải người Lê Vi động vào sẽ chết ngay tức khắc. Thì Chúa không thương thì sao? Chẳng nhẽ Chúa để cho những người kia bảo ôi đây là hòm giao ước của Chúa, chẳng may nó đỡ thì nó ngã thì con phải đỡ chứ. Chẳng nhẽ con này lỡ lòng để cho hòm giao ước của Chúa. Chúa hành động dựa vào nguyên tắc. Quý vị cứ đứng ở trên kia, quý vị nhảy xuống xem. Dù quý vị có kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày, tôi đảm bảo quý vị sẽ chết. Vì đấy là nguyên tắc vận hành của các định luật mà Chúa hình thành ra cho thế giới này. Và chúng ta cứ đi ngược là chúng ta sẽ chết. Đi ngược nguyên tắc của Chúa là kiểu gì chúng ta sẽ chết. Mặc dù Chúa thương chúng ta, mà mặc dù chúng ta yêu Chúa, nhưng mà đi ngược lại nguyên tắc của Chúa thì chúng ta sẽ gánh họa bản thân. Cho bà chị em, chúng ta phải biết giới hạn của chúng ta là gì. Rồi một câu chuyện nữa trong Kinh Thánh là câu chuyện của vua David. Thì khi mà Saul sa bại, thì Chúa cất sự sức dầu ra khỏi Saul và Chúa bảo với Samuel rằng: ngươi hãy đến đặt tay sức dầu trên David để David làm vua. Thì ông Saul không biết, ông ấy ghét lắm, ông ghét Saul, ghét Samuel và ghét cả David, nó tìm cách giết. Đó. Thì lúc đấy đất nước Israel ấy rơi vào trong tình trạng, tức là Saul thì vẫn giữ ngôi làm vua, còn David thì cũng chưa thực sự làm vua nhưng đã có sự sức giàu rồi, và David thì cũng có những người khác đi theo mình, nhưng mà David không có giới loạn. Thì những cái người mà tin kính thì thường đi theo David, còn những người mà những người khác thì trung thành với Saul. Thì trong số những người trung thành với Saul thì có những cái người trong câu chuyện dưới đây chúng ta sẽ cùng nghe. Đó là ở trong đây không có hình chiếu. Trong các vua thứ nhất đoạn 25 câu 23 đến 26. Đó là có một cái nhân vật tên là gia đình của ông này, ông tên là vợ tên là Abigail và ông chồng tên là Nabanh. Thì người của David lúc đấy mới đến xin Nabanh một ít đồ ăn, mua, thực ra đến mua, nhưng mà không bán, nhưng mà không những không bán mà lại còn xỉ vả nữa.
Xì bà David làm sao? Ô, ngươi là kẻ rối loạn này, ngươi chống lại vua là ngươi là kẻ rối loạn này. Và ông David ông giận lắm, ông định cầm quân ông đến ông đánh giết cả cái gia đình của Na-banh. Thế nhưng mà khi mà đến thì gặp ngay bà vợ. Bà vợ tên là Abigail, bà vợ này lại là người đối lập với ông chồng. Na-banh dịch ra tiếng Việt Nam là điên. Thì bà mới nói với ông Na-banh, nói với David rằng là thôi lạy Chúa tôi, bà gọi David là Chúa, lạy Chúa tôi xin hãy tha thứ, lúc đấy tôi không có ở nhà. Chồng của tôi tên là Na-banh là điên thì đúng như là cái tên của ông ấy. Thôi hãy tha lỗi cho chúng tôi. Và nhờ câu nói của Abigail mà David rút về. Đó. Và sau khi rút về thì ông ấy nói rằng là Chúa đã sai Abigail đến để cản tôi làm đổ huyết cho gia đình này. Còn nếu như không gặp Abigail thì chắc chắn gia đình này sẽ chết hết. Và sau đó thì sao? Các vua thứ nhì đoạn 25 câu 38 đến câu 42, chúng ta nghe câu số 38. Cách chừng 10 ngày sau, quý vị để bao nhiêu? 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh và người chết. Ai đánh Na-banh? Chúng ta thấy không ạ? Câu số 38. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh và người chết. Chúng ta thấy không? Như vậy là Chúa can thiệp. Khi mà Na-banh rủa xả David, là rủa xả người được sức giàu của Chúa, thì Chúa giết ông. Chúng ta thấy nhé, không phải là David giết, Chúa cản trở để David không làm đổ máu, nhưng mà chính Chúa lại giết Na-banh. Và đây là một cái bài học rất lớn cho mỗi của chúng ta. Điều tệ hại nhất trong đời sống của chúng ta là không biết giới hạn của mình ở đâu. Khi chúng ta không biết giới hạn của mình ở đâu, chúng ta sẽ tự chuốc lấy họa cho chính mình, dù chúng ta yêu Chúa đến mấy, dù chúng ta thờ phượng Chúa đến mấy, dù chúng ta có cầu nguyện đến mấy. Chúa luôn luôn đặt giới hạn ở trong đời sống, và chúng ta vi phạm qua cái giới hạn đấy thì dù chúng ta là ai, chúng ta cũng gánh cái hậu quả của nó. Và điều phước hạnh nữa cho Abigail đó là câu số 39 chúng ta cùng nghe. Khi David hay Na-banh đã chết thì nói rằng đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-banh và đã giữ tôi tớ ngài khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Na-banh đổ lại trên đầu của hắn. Đoạn chúng ta hiện David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình. Sau khi Chúa giết ông điên tên là Na-banh thì Chúa lại ban cho người vợ đấy cho David, vì Abigail là một người nữ tuyệt vời. Chúng ta hãy xem tiếp cư xử của bà có số 40. Những tôi tớ David đến tìm Abigail tại Cạc-mên mà nói rằng David sai chúng tôi đến cùng nàng vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trổi dậy sấp mặt xuống đất mà nói rằng: này con đòi, tức là tôi tớ ấy, con đòi của Chúa. Abigail xưng mình là gì? Con đòi là tôi tớ. Và gọi David là gì? Chúa. Là Chúa. Sẽ làm tôi mọi Chúa đặng rửa chân cho các tôi tớ của Chúa. Đoạn Abigail vụt đứng dậy cưỡi lừa mình có 5 con đòi đồng theo và đi theo các sứ giả của David đặng làm. Một người kiêu ngạo rủa xả David thì Chúa đã đánh chết. Một người khiêm nhường muốn rửa chân cho các tôi nơi Chúa thì lại được trở thành vợ của vị vua. Chúng ta thấy rằng là nước đã đụng ở chỗ nào? Đối chúng. Khi chúng ta có thái độ hạ mình giống như là Abigail thì chúng ta sẽ được sự chúc phước. Ephesos đoạn 4 câu 29.
Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29. Lời Chúa nói gì? Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói những lời lành và giúp ơn. Em có một cái câu hỏi, khi chúng ta giao tiếp với nhau, mình phải tự đặt câu hỏi cho mình. Những điều tôi sắp nói nó đem lại lợi ích gì cho người nghe? Người nghe có nhất thiết phải nghe những điều đấy hay không? Nếu như họ nhất thiết phải nghe thì hãy nói. Nhưng mà khi nói thì không chen vào cảm xúc của mình. Vì khi chúng ta bực thì chúng ta sẽ chen đến cảm xúc bực. Khi chúng ta vui, chúng ta yêu thì chúng ta sẽ chen cảm xúc tích cực vào đó. Ví dụ khi nói một người người ta có thể là có khi sai chỉ một phần nữa, nhưng mà cái cảm xúc tích cực, tiêu cực của mình làm cho người nghe lại cảm thấy người này sai 9 phần. Đó. Là cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra là cái thông tin tôi nói nó có phải là đúng thế không? Hay nó suy nghĩ, nó chèn lẫn vào bao nhiêu cái suy nghĩ của tôi ở trong đấy. Cho nên nhiều cái cuộc xung đột nó xảy ra bởi vì người ta cứ nghe xong người ta đi nói lại thì thông tin nó khác đi rồi. Nó khác đi, thêm một từ nên thông tin đã khác rồi. Paulo nói rằng là điều gì đáng nói thì phải nói những cái lời lành mà giúp ích cho người nghe. Cho nên là mỗi một chúng ta phải tự đặt câu hỏi cho chúng ta là điều mà mình nói có đem lại lợi ích gì cho người nghe hay không? Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất lời khuyên của tôi cho bà anh chị em đó là khi chúng ta nghe bất cứ một điều nào, chúng ta hãy đặt lại câu hỏi với người nói với mình: mục đích anh nói với tôi điều này để làm cái gì? Thông tin anh nói nó có chắc chắn đúng như anh nói hay không? Và nếu đúng như thế thì tôi xác minh lại với cái người kia có được hay không? Đó. Chúng ta đặt mình ở trong cái vị trí an toàn. Còn nếu không thì cẩn thận để chúng ta cứ ngồi nghe thì chúng ta sẽ rất là dễ bị lây nhiễm những cái tinh thần xấu. Kinh Thánh gọi đó là cái men. Một chút men thì làm cho dậy cả đống bột. Quý vị thấy là chỗ nào mà người ta mình biết được nhiều chuyện về Đông Tây Nam Bắc, ông A bà B, rồi chuyện nhà cô 8, nhà cô 7, nhà anh 6, ở chỗ nào ạ? Quán nước, quán trà đá đấy, quán trà chát đấy. Ngồi đấy là sẽ rất là nhiều chuyện. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu như mà chúng ta tham gia vào những cái cuộc trò chuyện như vậy, nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ một chút men nó làm dậy cho cả đống bột lên. Và nó sẽ có khiến cho chúng ta cũng có hình thành một cái nếp như thế không tốt của chúng ta. Và ông bà anh chị em biết rằng là cái Kinh Thánh gọi nó là men, nhưng mà trong góc độ tâm linh thì nó cũng giống như là một cái loại linh. Chín bông trái của Thánh Linh đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Kinh Thánh gọi đó là bông trái của cái gì? Thánh Linh. Có nghĩa là khi chúng ta cư xử như thế thì những cái điều của Thánh Linh sẽ được lan tỏa. Những điều của Thánh Linh được lan tỏa. Nhưng mà khi chúng ta cư xử ngược lại như thế thì tà linh nó cũng sẽ lan tỏa. Và nó lan tỏa bằng rất là nhiều cách. Nó lan tỏa bằng việc nó sử dụng môi miệng của chúng ta, nó sử dụng môi miệng người khác, và nó lan tỏa bằng việc chúng ta nhìn, nó lan tỏa bằng việc chúng ta nghe. Nên chúng ta đôi khi phải đóng lòng lại, đóng tai lại, đóng mắt lại với những người khác. Tôi muốn anh chị em xem một cái clip của mấy anh em trong hội thánh của chúng ta. Khi mà nghe những cái điều tiêu cực thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là clip dây cầu nguyện vào năm kia.
À, chị em có nhớ một lần tôi chia sẻ là khi cầu nguyện trong clip cầu nguyện đuổi quỷ đấy, thì khi mà tà linh nó vào trong người thì hỏi nó tại sao mới vào, thì nó nói vì nó thích xem phim ma nên tao vào, nó thích xem phim ma. Nên khi mà mắt mình ấy mà cứ nhìn vào những điều sai thì sao, tà linh nó sẽ vào. Nhưng mà tai mình mà nghe những điều sai thì sao, tà linh nó sẽ vào. Tà linh nó vào. Bây giờ chúng ta xem. Mình ngạo bán, mình sống nghịch. Đi ra. Đi ra. Mình ngạo bán, mình sống nghịch tiền các tà linh đi cùng. Đi ra. Về đây là bất hợp pháp, là quỷ phá người. Đi ra, người ra người vào bằng tay thì người phải ra bằng tay. Đi ra, lòng đã ăn năn tội lỗi, đã được cứu chuộc, người đã được xưng công chính, người đây là bất hợp pháp. Tai này nghe những cái lời tiêu cực, phải đi ra, đi ra, người không được giằng co. Người đây là bất hợp pháp, đi ra. Trong danh của Chúa Giêsu, lửa thánh linh thiêu hủy công việc của ngươi, thiêu hủy sự hiện diện của ngươi. Ô tà linh ô ấy này, ô Shakaramadavasin, tà linh ngạo báng này, tà linh phản bác chống nghịch này, đi ra. Đi ra, người vào từ tay, người phải ra từ tay. Đi ra, người vào từ mắt, người phải ra từ mắt. Đi ra, ra khỏi toàn bộ cơ thể, các chi thể, chân, tay, mắt, mũi, mồm, tai, các cơ quan nội tạng, não bộ. Đi ra, trong danh của Chúa Jesus Christ. Đi ra. Lửa thánh linh của Chúa thiêu đốt người, lửa thánh linh thiêu đốt người, lửa thánh linh thiêu đốt, lửa thánh linh thiêu đốt, lửa thánh linh thiêu đốt. Lửa thánh linh thiêu đốt, đi ra trong danh của Chúa Jesus Christ. Lửa thánh linh thiêu đốt người. Đi ra. Lửa linh thiêu đốt người. Lửa thánh linh thiêu đốt người. Đi ra. Người bạn từ miệng người tai phải ra trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Đây là năm kia, lúc đấy thì bạn ấy mới đến làm việc cho hội thánh. Thì chúng ta đã biết cái sự kiện của cái năm kia đó. Thì bạn ấy được mời vào đấy thì không có làm gì hết, chỉ ngồi nghe thôi. Không làm gì, không nói gì, không làm, chỉ ngồi nghe thôi. Chúng ta biết là khi mà sau khi tôi về, tôi mới hỏi thế, ngồi đây cùng với thầy, nói với thầy biết chuyện gì xảy ra. Kể lại là bọn em ngồi nghe, thế chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà khi mà ngồi nghe thì tà linh nó bảo tôi đọc đúng tên, tôi nhạo báng một phát là nó hiện diện ra. Tôi trong năm gần đây tôi tham gia vào rất nhiều trong cái việc cầu nguyện đuổi quỷ, và tôi trở nên càng ngày càng nhạy bén trong vấn đề là cái tà linh nó vận hành như thế nào. Thì tôi quan sát thế này, cái người mà có những cái biểu hiện như thế nào ấy, thì cái tà linh nó biểu hiện trong đời thường. Thế cái người hay nhạo báng tôi thấy là nó có hay có những biểu hiện đó như thế. Rồi đến khi mà đuổi quỷ cho người đấy đó cầu nguyện đuổi ấy, nó cũng làm đi như thế luôn. Lúc nãy người đấy mất tiền sáng là không kiểm soát, không biết chuyện gì xảy ra mà còn tôi nhìn thì tôi rất là buồn cười. Tôi bảo đúng rồi, khi mình chưa cầu nguyện thì mình không biết, nên mà cầu nguyện xong rồi thì cầu nguyện thì mới thấy đúng là tà linh nó biểu hiện, tức là nó kiểm soát cái tư duy, cái cảm xúc cái người đấy, và làm cái người đấy không thể biết được tại sao mình lại cư xử như thế. Nên chúng ta phải bảo vệ mình nha chị em, bảo vệ mắt, bảo vệ tai của mình. Bởi vì chỉ cần một chút sơ suất thôi thì chúng ta là nạn nhân. Nó vào nó dễ, mà nó ra thì rất khó quý vị nhá.
nó vào thì rất dễ mà nó ra thì rất khó. Và khi mà nó vào thì nhiều khi mình không biết, nó không biết. Cho nên đừng để cho những cái linh xấu nó vào trong đời sống của chúng ta, nó kiểm soát, nó làm rối loạn đời sống của chúng ta. Quay trở lại Thi Thiên đoạn thứ 1, lời Chúa nói là ngày phước cho những người không theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng ở trong, không ngồi. Amen. Nghĩa là người ta ngồi nhạo báng, nó đứng dậy xin lỗi anh, anh hãy cứ ngồi nói chuyện với những người của anh, còn đây không phải chỗ của tôi. Cảm ơn Chúa. Anh tiếp tục nói, tôi sẽ xin phép tôi làm bạn, tôi tận mày, xin lỗi. Chúng ta tự bảo vệ mình. Amen. Vì hậu vận của chúng ta, xin hãy nhớ, hậu vận của chúng ta quyết định bởi lối sống của chúng ta ngày hôm nay. Người ấy, người công bình sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo mùa, lá nó không hề tàn héo và mọi sự người làm đều sẽ được. Chúng ta là những người công bình thì chúng ta không ngồi trong cả kẻ nhạo báng, không đứng ở trong đường tội nhân. Amen. Paulo là các lời Chúa nói là ai mà muốn thấy ngày tốt lành phải cầm giữ miệng lưỡi mình. Càng cầm giữ miệng lưỡi mình thì chúng ta càng thấy những điều tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng dậy và dành thời gian cầu nguyện với Chúa.